13 công hàng, sẵn hàng tất cả các loại đèn pha điện này, đèn năng lượng mặt trời này, đèn sân vườn này, số lượng rất là lớn nha anh em. Đó, quay cho anh em một vòng nhé. Đây là kho thứ nhất thôi, còn kho nữa. Đây là cái mẫu đèn pha điện 50W này. Đấy, ánh sáng trắng vàng này. Còn trên bên này là đèn pha điện 500W này, nên mình vừa về 500 cái nha anh em. 500 cái này. Còn đây là đèn pha điện 400W này. Đó. Ta li 400W này, nó dày cao cấp luôn này anh em. Ok nhá, chuẩn quát nhá, nó dày cao cấp 500 cái nhá. Anh em nào cần thì đến mức mình nha. Bên này thì 500W này, đủ luôn. Đó. Ok ạ. Đây là đèn năng lượng mặt trời tấm pin mono này. Đó, 100W nhá. Các mẫu đèn pha năng lượng 100W này đều đủ hết này. Đó. 200W pin mono này. Đợt này về rất là nhiều hàng luôn. Bên này là đèn UFO nhá. UFO này. UFO 200W 4 pin này, đèn bán nguyệt 60W này anh em. Đó. Đầy đủ hàng cho anh em chiến luôn. Và hôm nay thì đã về cái mẫu mà mình bán nhiều nhất này. Nhiều nhất này anh em. Mẫu đèn pha 200W này. Mẫu đèn pha 200W COD nha anh em. Đó, sẵn hàng số lượng lớn luôn. Tiếp tục pha năng lượng 200W này. Đây là đèn sân vườn, đèn công viên này. Đó. Đây là mẫu đèn mà pha năng lượng mặt trời pin mono 300W này. Mẫu hàng cao cấp bên mình nhé. Sáng như đèn điện đây. Ok. Đó. Cầu đặt hàng thì inbox mình nha, mình sẽ để thông tin này. Đấy, tất cả trong này là đèn năng lượng mặt trời nha anh em. Đèn năng lượng mặt trời này từ 60W đến 100W. Còn đây là cái mẫu mình bán cũng nhiều, đèn đuổi muỗi này. Đèn đuổi muỗi này 350W này, tấm pin solar này, mẫu bắp bút tròn nhé. Ok, gần như là bên mình đầy đủ hàng cho anh em chiến nhé. Đầy đủ các size này. Tròn lắm.